thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 2 tháng 7 tại Chùa Phúc Lâm Tiên Quán, huyện Kim Động. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động trồng cây, chương trình Chùa Xanh. Tại lễ phát động, Ban tổ chức chương trình Chùa Xanh đã trồng mới gần 500 cây xanh các loại như bồ đề, long não, giáng hương, xoài, vú sữa, hoa giấy, hoa ngọc lan, mít tại khuôn viên Chùa Phúc Lâm Tiên Quán, đây là một chương trình cộng đồng thu hút sự quan tâm chung tay của xã hội tham gia trồng cây xanh tại các chùa, đền, điểm di tích văn hóa, qua đó lan tỏa ý nghĩa của việc trồng cây đến đông đảo các tăng ni Phật tử và nhân dân, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu và mang lại một bầu không khí trong lành cho mọi người.